Hello, xin chào các bạn. Rất vui gặp lại các bạn trong một video mới. Dành cho bạn nào lần đầu đến với kênh thì mình xin giới thiệu mình là Kiwi, hiện đang làm công việc minh họa thời trang tự do. Đồng thời mình cũng đang giảng dạy môn vẽ thời trang. Thông tin chi tiết về các khóa học các bạn có thể tham khảo đường link website mình để bên dưới video này nha. Nội dung chính của kênh là chia sẻ những kinh nghiệm về vẽ, vẽ màu nước, đặc biệt là cách vẽ diễn họa thời trang. Bên cạnh đó thì mình còn chia sẻ thêm những thông tin bổ ích về thời trang nữa. Rất vui vì các bạn đã ghé thăm kênh Kiwi Phạm. Tiếp theo trong chuỗi các video vẽ về các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một thương hiệu đình đám và đang tạo nên cơn sốt trong những năm gần đây, đó chính là Mugler. Không dài dòng nữa thì mình sẽ bắt đầu vẽ và kể chuyện ngay luôn. Mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn cực kỳ yêu thích thương hiệu này. Mugler là thương hiệu thời trang đến từ nước Pháp, được sáng lập bởi Thierry Mugler. Thierry Mugler tên đầy đủ là Manfred Thierry Mugler. Ông sinh ngày 21 tháng 12 năm 1948 tại Strasbourg, Pháp. Thuở nhỏ, Thierry Mugler là một đứa trẻ nổi loạn. Ông cho biết mình luôn bất mãn với cuộc sống có quá nhiều sự áp đặt từ gia đình và xã hội. Chính vì vậy, ông luôn mơ ước tạo ra một thế giới của riêng mình. Đến tuổi thiếu niên, ông dành toàn bộ thời gian để viết lách, may vá và nghiền ngẫm những bộ phim kinh điển. Mugler bắt đầu làm quen với nghệ thuật từ sàn diễn ballet từ năm 14 tuổi. Chính nơi đây đã giúp Mugler đắm chìm trong thế giới mơ ước của mình, một thế giới kỳ diệu dưới ánh đèn sân khấu. Từ những bộ trang phục cho đến các điệu múa mềm mại, Mugler dần đến gần hơn với những đam mê và dần định hình cho tương lai sau này của ông. 6 năm tu nghiệp miệt mài trên sân khấu đã mang lại cho Mugler sự nhạy cảm với cái đẹp cùng nền tảng nghệ thuật vững chãi. Năm 1968, khi tròn 20 tuổi, Mugler đã chuyển đến Paris. Công việc đầu tiên của chàng trai trẻ là trưng bày tủ kính hàng hóa cho một cửa hàng. Từ đây, ông đã bắt đầu sự nghiệp của mình khi trở thành một nhà tạo mẫu tự do cho nhiều hãng quần áo thời trang may sẵn. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã trình làng bộ sưu tập đầu tay mang tên là Café de Paris vào năm 1973. Thương hiệu Thierry Mugler đã gây được sự chú ý cho công chúng và nhanh chóng phát triển. Năm 1978, Mugler khai trương cửa hiệu đầu tiên của mình, đồng thời ông cũng giới thiệu dòng thời trang đầu tiên dành cho nam giới. Thập niên 1960 được định hình bởi phong cách bohemian và hippie, thập niên 70 và 80 lại bùng nổ phong trào avant-garde. Nói sơ một chút về avant-garde thì avant-garde là một sự kết hợp táo bạo và sáng tạo trong cách thể hiện nghệ thuật và thời trang, phá vỡ những quy tắc thông thường, tạo nên những tác phẩm khác thường, độc lạ và đầy táo bạo. Trong thời trang thì đó có thể là sự kết hợp các yếu tố không đồng nhất, như là sự kết hợp giữa trang phục oversize và phụ kiện nhỏ gọn, hoặc là sự kết hợp mới lạ trong màu sắc và họa tiết. Các lớp áo dày cắt xẻ táo bạo và kết hợp độc đáo cũng là những yếu tố phổ biến trong phong cách này. Thế nhưng nhà thiết kế Thierry Mugler lại lội ngược dòng xu hướng. Ông đã thiết kế nên những bộ sưu tập theo trường phái nghệ thuật ý niệm, pha lẫn chút khái niệm ái tình nhục dục, tôn vinh đường nét gợi cảm của phụ nữ. Cũng như các nhà thiết kế nổi loạn khác, những sáng tạo của Thierry Mugler luôn phải đón nhận hai luồng ý kiến trái chiều. Giới thời trang thì không ngừng ca ngợi tài năng và cá tính của ông, nhưng cũng không ít người cho rằng nhà thiết kế là kẻ thù của phụ nữ, vì các thiết kế của ông cổ suý phụ nữ theo đuổi những chuẩn mực số đo cơ thể phi thực tế. Với tỷ lệ vàng này thì chỉ có những người phụ nữ dáng chuẩn, eo thon, khuôn ngực đầy đặn và vòng ba nở nang thì mới có thể mặc được các thiết kế của Thierry Mugler. Sự khắt khe ấy đã khiến ông bị dư luận gán cho cái mác là tội đồ của phái đẹp. Nhiều phụ nữ cảm thấy bị xúc phạm bởi những thiết kế hoàn hảo kia không dành cho họ. Tư duy về thời trang của Mugler rất khác biệt, ông chú tâm vào câu chuyện xuyên suốt, kết nối tất cả các yếu tố, trang phục, phụ kiện, người mẫu, ánh sáng, âm nhạc và cả sân khấu. Mỗi bộ sưu tập đều phải kể một câu chuyện nào đó. Có thể thấy với xuất thân là một vũ công gắn bó với những vũ đạo ballet uyển chuyển và ánh đèn sân khấu đã tạo nên một nền tảng đậm chất kịch nghệ cho Thierry Mugler. Ông cho rằng sàn runway không phải là nơi thương mại hóa các thiết kế, thay vào đó runway phải là một sân khấu kịch nghệ. Ngoài form dáng quyến rũ đặc trưng, thời trang Mugler cũng thú vị ngay từ khâu lựa chọn chất liệu. Cao su, kim loại, nhựa và thủy tinh là những chất liệu vải táo bạo nhất mà ông từng sử dụng.
Thời trang những năm 80 và 90 đánh dấu sự chuyển mình đáng ngạc nhiên khi những gì chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng đang dần bước ra ngoài đời thực cùng Mugler. Phong cách thời trang độc tôn của Mugler thu hút giới chuyên môn và các tín đồ thời trang. Thiết kế của ông đăng đối về cấu trúc và hài hòa về cảm quan thị giác. Nhà thiết kế của những điều không tưởng và biến những người phụ nữ trở nên quyền lực trong các bộ trang phục biểu diễn lấp lánh. Cái tên Thierry Mugler còn đi đôi với một trong những chiếc đầm dạ hội nổi tiếng nhất của thập niên 1990, đó là chiếc đầm nhung cut-out màu đen tuyền mà Demi Moore đã mặc trong bộ phim Indecent Proposal năm 1993. Thierry Mugler là một người có tầm nhìn xa và trí tưởng tượng phong phú của một kiến trúc sư về vải vóc. Ông đã khiến những chất liệu mềm mại trên mặt phẳng thành những cấu trúc phức tạp, tạo nên một cuộc cách tân đột phá mang tính thế kỷ. Sự gai góc mang màu sắc Gothic cùng chất viễn tưởng là huyết mạch nuôi dưỡng sự sáng tạo của Mugler. Ông đặc biệt say mê những loài côn trùng, các sinh vật viễn tưởng và những loài vật kịch độc. Trước Mugler thì hiếm ai nghĩ đến việc sử dụng kim loại và nhựa vào thời trang. Những bộ giáp mang hình ảnh vệ binh ngân hà, các thiết kế bodysuit ôm sát hay chiếc corset đúc khuôn đầy màu sắc, đó là sự khởi phát cho trào lưu tìm tòi những nguyên liệu mới mẻ. Và có lẽ giới mộ điệu thời trang sẽ không bao giờ quên được show kỷ niệm 10 năm của nhà thiết kế Thierry Mugler. Báo chí giai đoạn đó đã hết lòng khen ngợi cho rằng đó là siêu show thời trang. Show diễn đã quy tụ hơn 6.000 khán giả. Mugler không đơn thuần là thiết kế thời trang, ông đã tạo ra một thế giới của riêng mình. Ông cho khán giả sự lựa chọn để trở thành bất cứ điều gì mà họ mơ ước, biến đổi họ cùng với ma thuật của thời trang. Mugler tin rằng sự kỳ diệu của quần áo có thể đưa con người vào những giấc mơ hoang đường nhất. Lập dị và sáng tạo, ông đã biến những người phụ nữ trở thành nữ thần vượt thời gian với những bộ trang phục sang trọng và sáng tạo lấy cảm hứng từ những sinh vật kỳ diệu. Năm 1992, Thierry Mugler nhận được lời mời chính thức tham gia câu lạc bộ thời trang cao cấp. Đây chính là thế giới của trang phục thủ công haute couture xa xỉ. Mugler đã đến với haute couture cùng với nhiệm vụ khơi gợi lại sự hào hứng cho người xem. Ông đã chọn bối cảnh lộng lẫy của bể bơi tại khách sạn The Ritz. Mugler đã mời đến 20 người thợ may để cùng ông tạo nên một bộ sưu tập có độ chính xác đáng kinh ngạc, với những chi tiết tưởng chừng như đơn giản ẩn sau hàng ngàn giờ làm việc miệt mài. Thành công ngay lập tức đã đến với Mugler ngay sau đó. Và ông đã có màn kỷ niệm tròn 20 tuổi của nhà mốt bằng sàn diễn tràn ngập những sáng tạo độc đáo nhất. Siêu mẫu Kay Moss trong chiếc đầm trắng ôm sát và áo khoác lông thú treo hờ hững ngay khuỷu tay. Rất nhiều áo giáp, mặt nạ và thậm chí người mẫu hôn nhau ngay trên sàn diễn. Cho tới tận thời điểm hiện tại thì bộ sưu tập haute couture thu đông 1995-1996 vẫn là một trong những sàn diễn huyền thoại được nhắc đến nhiều nhất. Những tác phẩm của Mugler đôi khi khiến người xem cảm thấy rùng mình, nhưng ẩn sau đó là nguồn cảm hứng vô tận của ông về sức mạnh nữ quyền. Những đường may sắc bén và những khối hình học sắc lẹm dần trở thành tiêu chuẩn và cũng là thứ dễ bắt gặp trên sàn diễn của ông. Một điều nữa tạo nên sức hút của Mugler đó chính là không thể khiến người ta ngừng nghĩ về sức mạnh siêu nhiên mỗi khi thấy một người phụ nữ đang diện thiết kế của ông. Mugler chia sẻ rằng lý tưởng ông theo đuổi chính là đóng góp một phần vào sự giải phóng của phụ nữ. Với ông thì một người phụ nữ thật sự tự do là một người yêu bản thân và cảm thấy hạnh phúc. Trong thế giới của Mugler thì những giọt hương cũng mang tầm vóc khổng lồ và có sức lan tỏa mãnh liệt. Sự thành công trong thị trường nước hoa đã chứng tỏ tài năng và đầu óc kinh doanh nhạy bén của thiên tài nước Pháp. Đứa con đầu lòng Angel là quả bom công kích thị trường nước hoa ở thập niên 80. Dòng nước hoa lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của một vì sao. Ông đã thử nghiệm đến 600 công thức khác nhau trước khi chọn được một giọt hương để chinh phục cả thế giới. Những đứa con sinh sau của Mugler sau thành công của Angel là Alien, Womanity, Angel Muse và bộ sưu tập Mirror. Tất cả đều góp mặt vào top những hương nước hoa của thời đại. Tuy dòng nước hoa phát triển mạnh mẽ, nhưng dòng thời trang của Thierry Mugler lại sụt giảm doanh thu. Cuối thập niên 1990, các thiết kế của ông không còn phù hợp với thị hiếu mua sắm của khách hàng và bị đánh bật bởi những thương hiệu trẻ hơn như Marc Jacobs, Versace, Calvin Klein. Và để cứu vãn tình hình, nhà thiết kế Thierry Mugler đã bán thương hiệu của mình cho Clarins. Năm 2003, nhà mốt Mugler đã chính thức đóng cửa và chỉ lưu lại mỗi dòng nước hoa.
Hiện tại thì thương hiệu thời trang Mugler đã được tập đoàn L'Oreal tiếp quản. Cùng năm 2003 đó, Thierry Mugler đã tuyên bố giải nghệ, khi ấy ông chỉ mới 55 tuổi. Mugler đã trình làng bộ sưu tập thu đông 2001-2002, cũng là bộ sưu tập cuối cùng do chính ông thiết kế. Trên sàn runway, người mẫu xuất hiện cùng với bộ tóc hoang dã, mặc bộ đồ ôm sát màu nâu, be và đen trắng đi kèm họa tiết da báo. Mugler đã chính thức tạm biệt thế giới thời trang để hướng về một chân trời mới. Ông bắt đầu dấn thân vào những công việc sáng tạo nghệ thuật khác. Ông cũng thay đổi diện mạo và vóc dáng của mình. Ông thậm chí còn thay tên đổi họ từ Mugler thành Manfred và kiểu như loan báo với công chúng rằng ông thực sự đã trở về với bản ngã thật về thể xác lẫn cả linh hồn. Kể từ khi dừng công việc thiết kế thời trang, Manfred đã bắt tay thực hiện vào các bộ phim ngắn. Ông cũng thiết kế trang phục cho nhiều chương trình nghệ thuật biểu diễn và cho các nghệ sĩ. Không chỉ thế, ông còn lấn sân sang các lĩnh vực khác như kiến trúc, nhiếp ảnh và hội họa. Ở bất kỳ ngành nghệ thuật nào, ông vẫn giữ được sự thành công và mến mộ của công chúng. Dù nghỉ hưu non trong thời trang, như Manfred Thierry Mugler vẫn được các ngôi sao săn đón. Năm 2009, ông được Beyoncé mời làm cố vấn thiết kế trang phục biểu diễn cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của cô. Bên cạnh các thiết kế mới thì bản thân Manfred Thierry Mugler cũng sở hữu thư viện với 7.000 thiết kế từ nhiều thập niên trước. Ông cũng hào phóng mở tủ đồ cho các ngôi sao mượn từ Lady Gaga, Kim Kardashian, Cardi B, Miley Cyrus, Bella Hadid. Họ đặc biệt yêu thích các thiết kế của ông trên thảm đỏ khi xu hướng hoài cổ retro trỗi dậy. Và vào ngày 23 tháng 1 năm 2022, Thierry Mugler đã qua đời ở tuổi 73. Những gì mà ông đã để lại cho thế giới thời trang là những kiệt tác, đó là sự cống hiến không ngừng nghỉ cho nghệ thuật. Cái tên Thierry Mugler giờ đây đã trở thành huyền thoại. Sau một thời gian dài vắng bóng trên các sàn diễn thời trang, nhưng nhờ sức ảnh hưởng của các ngôi sao, thương hiệu Mugler đã trở lại với đường đua quốc tế vào mùa thu đông 2011 dưới sự lèo lái của giám đốc sáng tạo mới là Nicola Formichetti. Trong thời gian chỉ vỏn vẹn 2 năm gắn bó, Nicola Formichetti đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ cho nhà mốt Mugler. Anh từng nổi tiếng với vị trí stylist cho nữ ca sĩ Lady Gaga. Vào năm 2013, nhà thiết kế David Coma đã thay thế vị trí của Nicola Formichetti. Vẫn mang đúng tinh thần của người sáng lập Thierry Mugler, tôn vinh đường cong của phụ nữ, David Coma đã tạo nên những bộ sưu tập đúng bản sắc thương hiệu nhưng với đường nét tinh giản, sắc sảo hơn. Nhưng rồi đến năm 2017, nhà thiết kế người Mỹ Casey Cadwalader đã nắm giữ vị trí đầu tàu của Mugler. Có thể nói vị giám đốc sáng tạo mới này đã đặt viên đá cho công cuộc khôi phục nhà mốt tưởng chừng như đã bị rơi vào quên lãng. Anh đã mang đến cho Mugler một làn gió mới, tiếp tục sáng tạo nên những thiết kế đậm chất trào phúng, táo bạo và siêu gợi cảm theo đúng chiều hướng và có phần tối giản dễ mặc hơn. Bằng cách tiếp thu một cách thận trọng các di sản của nhà sáng lập và xác định dấu ấn riêng của mình tại thương hiệu, giờ đây anh đã dần chinh phục thế hệ mới, đặc biệt là những khách hàng trẻ nắm bắt xu hướng mới của thời trang rất nhanh chóng. Hiểu được xu thế của thời đại, Casey Cadwalader dần đi vào guồng quay, các sáng tạo của anh được cả giới phê bình lẫn khách hàng phải trầm trồ. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp cho người trẻ dần biết đến và yêu quý một thương hiệu Mugler đã bị quên lãng trong suốt một thời gian dài. Anh đã đưa thương hiệu trở lại với đường đua thời trang cao cấp. Việc đẩy mạnh tập trung vào sự xuất hiện của các trang phục cùng với người nổi tiếng thể hiện niềm tin mà Casey đặt vào nhóm các ngôi sao và người có sức ảnh hưởng. Anh xem đây là một loại hình tiếp thị mới và đặt mục tiêu đưa Mugler đến gần với công chúng. Do đó, anh không gọi các bộ sưu tập là haute couture, mà thay vào đó là sự pha trộn các đặc điểm của thời trang cao cấp vào trang phục may sẵn. Như các bạn thấy thì mình đang vẽ minh họa lại một mẫu thiết kế cổ điển của Thierry Mugler năm 1995. Nữ diễn viên trẻ là biểu tượng mới của thời trang, rất được công chúng mến mộ là Zendaya. Cô đã mặc bộ đồ robot trong chiến dịch quảng bá phim Dune 2. Bộ đồ này đã nhanh chóng xuất hiện trên các trang tạp chí và lan tràn khắp cõi mạng. Đây là mẫu thiết kế lấy cảm hứng từ nhân vật trong bộ phim Metropolis được ra mắt năm 1927. Để hoàn thiện tác phẩm nghệ thuật này, đội ngũ Mugler đã miệt mài thực hiện trong suốt 6 tháng. Phải nói là nó vô cùng ấn tượng từ kiểu dáng cho đến chất liệu.
Một trong những mục tiêu chính của vị giám đốc sáng tạo đương nhiệm là đưa thương hiệu trở lại sân khấu và màn ảnh thông qua các buổi biểu diễn và video âm nhạc. Vì vậy, việc người mẫu và nghệ sĩ biểu diễn mặc quần áo của Mugler chắc chắn nằm trong chiến lược ấy, đã giúp nhà mốt trở lại ánh hào quang mà nhà sáng lập đã từng có. Những người nổi tiếng trên Instagram và TikTok cũng đã diện các thiết kế của Mugler. Đây là điều mà giới thời trang cao cấp coi là một dấu hiệu rõ ràng về sự đại chúng hóa của thương hiệu. Với cách thức truyền thông này thì Mugler đã thành công trong việc tiếp cận người hâm mộ thời trang Gen Z. Là một trong những cái tên quan trọng nhất của kỷ nguyên thời trang hiện đại, trong 30 năm miệt mài với công việc, Thierry Mugler đã cho cả thế giới thấy tầm nhìn tiên phong đối với trang phục nữ. Dù trải qua nhiều giai đoạn, lúc huy hoàng rực rỡ, lúc thăng trầm gần như lụi tàn, thì với tầm nhìn mới của những người kế nhiệm, ngày nay thương hiệu Mugler đã vươn lên mạnh mẽ, trở lại vị thế đỉnh cao như nó đã từng, vẫn giữ đúng tinh thần vốn có nhưng hiện đại và chất hơn bao giờ hết. Đến đây thì mình xin khép lại phần tóm lược về thương hiệu Mugler. Các bạn có cảm nhận hay ý kiến gì thì hãy để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết nha. Video này được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin nên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, mong các bạn đóng góp thêm giúp mình. Nếu thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn vào nút like và share video để kênh mình có nhiều người xem hơn. Hoặc là nếu mà bạn có ý muốn ủng hộ mình nhiều hơn nữa thì các bạn có thể ủng hộ trực tiếp qua các tài khoản. Thông tin thì mình sẽ để bên dưới video nha. Đây sẽ là động lực lớn để mình tiếp tục ra thêm nhiều video bổ ích nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong một video mới. Bye bye!